Trong thế kỷ 21, việc các nhân vật hoàng gia kết hôn với người thường là chuyện rất quen thuộc. Nhưng trường hợp của hoàng thân Daniel và công chúa Victoria vẫn khiến nhiều người cảm thán và ngưỡng mộ về một tình yêu vượt qua nhiều sóng gió. Chàng lọ lem đời thực. Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Elise Desiree sinh ngày 14 tháng 7 năm 1977 tại bệnh viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển. Victoria là con gái lớn của vua Carl XVI Gustav và hoàng hậu Silvia. Hoàng hậu Silvia, mẹ của công chúa Victoria, là người gốc Đức, Brazil và là hậu duệ của vua Bồ Đào Nha, Alfonso III. Bà gặp thái tử Carl Gustav khi ông làm việc tại Thế vận hội Olympic năm 1972 ở Munich. Họ kết hôn vào năm 1976, đánh dấu lần đầu tiên một vị vua Thụy Điển kết hôn với thường dân. Victoria lớn lên tại cung điện Drottningholm cùng với các em ruột của mình là hoàng tử Carl Philip sinh năm 1979 và công chúa Madeleine sinh năm 1982. Sau khi Thụy Điển cải cách hiến pháp năm 1980 và quy định người thừa kế ngai vàng là con trưởng của nhà vua, không phân biệt nam nữ, Victoria trở thành công chúa kế vị của quốc gia này. Viễn cảnh trở thành nữ hoàng là điều thường trực trong tâm trí tôi. Thậm chí, ngay cả khi điều đó xảy ra trong tương lai, tôi không ngừng tập trung vào công việc mà tôi được giao phó, công chúa Victoria từng chia sẻ. Tốt nghiệp trung học phổ thông Eskilda Gymnasiet của Stockholm vào năm 1996 và sau đó bắt đầu đi làm. Trong đó, có thời gian làm việc tại Bảo tàng Cổ vật Quốc gia. Ngay từ nhỏ, Victoria đã là nhân vật hoàng gia được người dân đất nước này vô cùng yêu mến vì giỏi giang, dịu dàng và luôn có lối sống chuẩn mực. Công chúa tốt nghiệp trường đại học danh giá Yale của Mỹ, từng công tác tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và luôn thể hiện tài ngoại giao xuất chúng của mình trong các sự kiện hoàng gia. Còn Daniel Westling sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn hẻo lánh ở tỉnh Okebo. Cả thị trấn của anh có vỏn vẹn 3.000 dân sinh sống và các ngôi nhà đa phần vẫn là nhà gỗ, xung quanh là rừng núi heo hút. Daniel có hoàn cảnh gia đình rất bình thường và chỉ học hết cấp 3. Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh một mình khăn gói lên thủ đô Stockholm sinh sống và làm việc. Trải qua nhiều nghề, cuối cùng Daniel làm huấn luyện viên thể hình. Khi đặt cạnh vị nữ hoàng tương lai thì rõ ràng là đôi đối lập. Hai người gặp gỡ vào năm 2001 khi công chúa Victoria vừa kết thúc mối tình lâu năm với bạn trai cũ Daniel Collett, một nhà sản xuất phim danh tiếng. Để giải tỏa tâm trạng, Victoria tìm đến một phòng tập gym nhỏ để tập luyện để tránh không phải gặp quá nhiều người. Đó chính là phòng tập của Daniel và anh cũng trở thành huấn luyện viên riêng của cô. Từ bạn bè tốt, dần dần tình cảm của hai người phát triển một cách tự nhiên thành tình yêu. 8 năm đấu tranh vì tình yêu. Sóng gió xảy đến ngay lập tức sau khi truyền thông chụp được hình ảnh hẹn hò của Victoria và Daniel. Dư luận hầu hết ai nấy đều tỏ ý thất vọng với bạn trai mới của công chúa. Daniel được đặc biệt danh là thứ dân 30, không nổi tiếng, không giàu có và không bằng đại học. Dư luận không ủng hộ là một chuyện. Đau lòng hơn cho cặp đôi là vua Carl VI Gustav và hoàng hậu Silvia cũng thể hiện thái độ phản đối gay gắt. Cha của Victoria đã rất tức giận khi hay tin và khẳng định mình không đồng ý đến cùng. Cánh răng tin thì thường xuyên đeo bám cặp đôi và mỗi lần bị chụp ảnh là một lần Daniel phải hứng chịu hàng loạt lời chê bai rằng không xứng. Về sau, hoàng thân từng thừa nhận rằng mình đã bị khủng hoảng nặng nề bởi áp lực dư luận. Tuy nhiên, dù thế nào thì cặp đôi vẫn kiên quyết ở bên nhau. Đến năm 2008, hoàng gia tuyên bố công chúa đính hôn với Daniel Westling. Theo truyền thông, công chúa Victoria đã phải rất nỗ lực mới có thể được sự chấp thuận từ cha mẹ. Nhà vua không có niềm tin rằng Daniel có thể thực hiện tốt nghĩa vụ của một phu quân nữ hoàng vốn rất nặng nề trong tương lai. Hai bên đã không có ít lần to tiếng mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vua và hoàng hậu vẫn đặt hạnh phúc và tình yêu của con cái lên trên hết. Trong lễ đính hôn của mình, công chúa hạnh phúc chia sẻ, có Daniel bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm. Bạn có thể nhận thấy trong những năm gần đây, tôi trông khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Đã đến lúc chúng tôi bắt đầu xây dựng một cái gì đó cùng nhau và bắt đầu là một gia đình. Bởi vì trước đó, trong thời gian học tiếng Pháp tại Đại học Catholic de Auxerre ở Angers, Pháp, công chúa đang khỏe mạnh, đột nhiên bị giảm cân nghiêm trọng và xuất hiện tại một sự kiện tháng 11 năm 1997 với vẻ ngoài xanh xao, gầy guộc. Hoàng gia Thụy Điển xác nhận công chúa đang mắc chứng rối loạn ăn uống do áp lực từ vai trò thành viên hoàng gia và sự quan tâm quá mức của truyền thông. Sau thời gian điều trị, công chúa Victoria tạm gác kế hoạch theo học ngành khoa học chính trị tại Đại học Uppsala của Thụy Điển và đăng ký vào Đại học Yale của Mỹ với hy vọng tránh xa sự chú ý của truyền thông. Dù gọi cuộc sống của một công chúa kế vị rất hấp dẫn, cô từng thừa nhận có những lúc ước mình ở một nơi khác và là một người khác. Ngay sau lễ đính hôn, Daniel được hoàng gia tổ chức một lớp học đặc biệt, đào tạo phò mã. Chàng thanh niên chất phác được dạy nghiệp vụ giao tiếp trong hoàng cung, dạy ngoại ngữ và quy tắc ứng xử trong vài tháng mới được tốt nghiệp.
Vì tình yêu, chàng lọ lem cũng phải từ bỏ cuộc sống yên bình, bước chân vào một thế giới nhiều nguyên tắc, gò bó khác hẳn trước đây. Cái bóng của nữ hoàng tương lai. Daniel không có điểm gì đặc biệt, học hành cũng không cao, nguyên là huấn luyện viên thể lực, còn hiện nay là một chủ cơ sở thể dục thể thao khá sang trọng. Và cũng vì là thứ dân không thuộc dòng dõi quý tộc, nên Daniel Wesley dù trở thành chồng của nữ hoàng tương lai và từ nay được phong tước hoàng thân Daniel, công tước xứ Västergötland, cái họ Wesley sẽ không được ghi nhận trong cuốn niên giám Gotha, thư mục nổi tiếng của dòng dõi quý tộc và hoàng gia châu Âu. Daniel Wesley sẽ mãi mãi là cái bóng của nữ hoàng tương lai. Công chúa Victoria đã nói trước với Daniel về điều này và Daniel chấp nhận hoàn toàn vì tình yêu. Nhưng liệu hoàng thân Daniel có chịu đựng được lâu dài thân phận không mấy gì dễ chịu đó? Nhiều người giống như Daniel đã không kiềm chế, đã có những phát biểu không phù hợp với địa vị của mình. Chẳng hạn hoàng thân Henrik, người hay than phiền về tiền thuốc lá, mà vợ, nữ hoàng Đan Mạch Magister cấp cho ông. Hay như hoàng thân Klaus, chồng của nữ hoàng Hà Lan Patrick cũng có lúc bị suy nhược thần kinh. Riêng hoàng thân Philip, chồng nữ hoàng Anh Elizabeth II là người hay phát biểu một cách hài hước về thân phận mình. Đám cưới cổ tích. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2010. Đây được coi là đám cưới lớn nhất của hoàng gia châu Âu kể từ sau đám cưới của thái tử Charles và công nương Diana nước Anh. Thủ đô Stockholm tổ chức lễ hội trong nhiều ngày và các nhân vật hoàng gia, nguyên thủ quốc gia khắp nơi trên thế giới đều tề tựu đông đủ. Sau kết hôn, Daniel Wesley được phong tước hoàng thân Daniel, công tước xứ Västergötland. Sân bay quốc tế Arlanda được đặt tên mới là sân bay tình yêu chính thức trong tuần lễ đặc biệt đón chào quan khách quốc tế. Danh sách khách mời dự tiệc cưới khoảng 500 người, bao gồm tên tuổi lớn của giới hoàng gia, chính khách, thương gia, giải trí thế giới. Được giữ bí mật, nhưng theo báo chí Thụy Điển, vua Harald của Na Uy, nữ hoàng Margrethe của Đan Mạch, nữ hoàng Beatrice của Hà Lan, hoàng tử Edward, bá tước xứ Wessex Anh và nhiều vị vương gia khác đã nhận lời tham dự tiệc cưới. Nếu tính tổng cộng khách mời dự lễ cưới, thì con số lên đến 1.200 người, theo tuần báo Đức Der Spiegel. Hoa và quốc kỳ Thụy Điển nổi bật với hai màu vàng và xanh tràn ngập đường phố, nhất là con đường mà cỗ xe ngựa trang trí hoa chở công chúa và hoàng tử của nàng. Cảnh sát cũng diện sắc phục mới, tuần tra khắp trung tâm thủ đô. Ước tính có 500 triệu khán giả theo dõi lễ cưới này trên đài truyền hình. Lý do cơ bản, câu chuyện tình của công chúa Victoria là chân thật và công chúa Victoria không giống như công nương Diana xứ sương mù. Với đôi mắt nâu sâu thẳm và nụ cười nôn hậu, công chúa Victoria liên tục dẫn đầu danh sách thành viên hoàng gia Thụy Điển được nhân dân yêu thích nhất. Chuyện tình của công chúa trong sáng, không gợn chút scandal nào như các công chúa khác. Khi công chúa Victoria kết hôn với Daniel Wesley, một chàng trai bình thường, 36 tuổi, vốn từng là thầy thể thao riêng của công chúa, chỉ làm cho tình cảm dân chúng dành cho công chúa càng tăng thêm. Công chúa Victoria là một tấm gương sáng của hoàng gia hiện đại. Sau 10 năm, cặp đôi có hai con là công chúa Estelle 8 tuổi và hoàng tử Oscar 5 tuổi và vô cùng hạnh phúc. Theo quy định của hoàng gia Thụy Điển, ngai vàng sẽ được truyền cho con đầu của nhà vua bất kể giới tính. Vì vậy, công chúa Estelle cũng sẽ trở thành nữ hoàng tiếp sau mẹ.